mẹ đi vô vô bên đây nữa. Ai mở cửa thì con mèo nó tuôn ra giờ nè. Coi hướng mèo đâu rồi chị nè. Coi thử. Nó tuôn ra cái đầu đó. Con mèo thử. Hương máu gặp hương máu. Hương máu một cửa nữa chứ. Không, bà đã không cảnh phải coi con cắp nào này. Hú gì nữa? Khách mọi người ơi, ai ra một người nha. À, đợi. Thôi đợi xíu, đợi đi, đợi đi. Đợi đợi đi, đợi đi. Mình đợi chị nghe. Chị Hà đi làm gì chị? Chị Hà xin chưa đi. Thank you.
Thôi xí chị cũng muốn nha.